Chúng nhẹ nhàng đấy. Ui, ui. Cái gì đấy? Hả? Ừ, không, không. Như kiểu ngói rơi à? Cái gì đấy? Ôi này đúng gương này, anh này. Có phải đằng đấy không? Có gì ngoài đấy không? Hả? Dựng nó cái nào? Nào thì... lợn không? Hình như kiểu lợn ma ấy. Sao phải anh ơi? Hả? Có cái gì? Có cái gì? Có bóng. Bóng gì? Bóng. Bóng như kiểu cái gì vậy? Mày nhìn. Thề luôn. Mày nhìn thấy không? Thề luôn. Mày để tao quay. Để tao nhìn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Đây là hai cái sản phẩm chính đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh, sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Xin chào mọi người nhá. Vừa rồi là anh em mình đi thăm bẫy, đi săn bắt đây thì có phát hiện là nghe tiếng trong một tiếng âm thanh rất là lạ. Mà đây là một cái chai lớn bỏ hoang mọi người ạ. Có gì không? Có gì không anh? Hai mọi người tối om như vực kia. Tối. Và anh em mình cũng quyết định là đi vào trong cái khu trại lợn để săn ong. Năm ngoái là anh em mình có đi vào đây thì là phát hiện được vài tổ ong cuối mùa. Nhưng mà đi vào, vừa đi ngang có thể nghe cái những cái âm thanh nó lạ lắm ở trong cái trại lợn hoang này. Mà đi tới đây thì anh Đại thì nào thì bảo là tắc kè. À, nào thì lại bảo là lúc nó lại kêu như kiểu lợn nó ổn ấy, hay lợn rừng nó chui đây. Thế nhìn cái gì kìa, tối lắm, tối này tối quá. Thì sao anh dám đi vào, hay là anh em mình đi vào cái trại trước đi. Tôi đi vào cái trại trước đi. Đây mọi người nhá, cái khu toàn là trại lợn thôi. Mà anh em mình nghe đi, mấy tiếng âm thanh phát ra cực kỳ lạ luôn. Không biết là có một cái gì nó xảy ra đây không, như thế nào. Nhưng anh em mình cứ phải đi nói nhỏ và đi tìm. Ok, trong không khí có cái tổ ong kìa. Dạ sao? Rất là rộng luôn mọi người ạ. Để thật le nhé. Vâng. Cứ để lát tay gắt mặt cho đấy. Đế ở chân ấy, đế ở chân ấy. Ngoài này nó sập cho. À đây, cái cuộng này mới bị đánh rồi. Cuộng này mới bị đánh rồi. Đấy, đấy. Anh có nghe tiếng không? Có, nhưng không nghe rõ là cái gì. Không nghe rõ mà kiểu nó vang vẳng bên tai với mọi người. Đi nhẹ nhàng thôi nhá. Đi nhẹ nhàng thôi đấy. Cái gì đấy? Hả? Ừ, không. Như kiểu ngói rơi à? Cái gì đấy? Ôi này đúng gương này, anh này. Gió. Có phải gió không? Gió nó thổi rồi.
Nhưng mà khi đó thì kêu đóng đấy. Không biết vừa nghe tiếng 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 máy mà. Hay con gì nó chạy? Hả? Đi từ từ thôi. Phải cầm đá chứ mày cầm gạch đi ném làm sao một mắt à? Đấy. Cái tiếng đéo ấy, đấy không phải là tiếng cây. Nó động động ở đâu ấy? Sao chưa nói mà. Như kiểu cành cây nó cọ vào mái ấy thôi. Không phải. Thế anh chạy chỗ đi đi chứ. Em nghe tiếng này từ từ xa không? Ui tổ ông ơi. Ghê thế. Một tổ đi mọi người nhé. Tổ này bỏ rồi. Đấy. Sao đi đâu cũng nghe tiếng ấy nhỉ? Có phải đằng đấy không? Có gì ngoài đấy không? Hả? Sao mà? Cái tiếng nó cứ vang vẳng bên tai thôi. Tiếng nhéo gì ấy bánh ấy? Ôi chết, tôi đừng cút rồi. Đừng cút tôi hôm nay. Tôi tự dưng nhìn cái gì? Tôi chạy lên để vừa. Cái tiếng mạ chứ. Gì thế mày? Đi. Tôi ra đi. Chết rồi. Cẩn thận. Cẩn thận. Mày đi lối nào ấy? Anh cầm xem nào. Leo lên xem. Mày xem ở trên có phải cái cây nó cọ mày không? Gió nó thổi không? Có phải không? Hả? Không. Có cành cây nào nó ở trên mái không? Không. Không có. Cái gì đấy? Tiếng động ở trong này. Sao trong cái tàn? Thế hả? Cẩn thận. Sao trong cái tàn phát ra cái tiếng động lạ vậy? Thôi cháu hỏi đi đâu. Hay là trên cái gian này thì hay là trên cái gian thì tối om om này. Thì uống khi nào? Khi nào lợn không? Hình như kiểu lợn ma ấy. Cháu phải anh ơi. Hả? Có cái gì? Có cái gì? Có bóng. Bóng gì? Bóng như cậu cứ đi vậy đi. Mày nhìn. Thề luôn. Mày nhìn thấy không? Thề luôn. Mày để tao quay. Để tao nhìn. Đánh. Bóng người hay là như nào? Bóng người hay là cái gì? Nó đi như này đi. Đi gì thế? Đi như là một con người. Màu đen. Không nhận ra. À mày nhìn. Ý là nhìn bóng như này á. Ừ. Ở dưới đất này á. Ừ đấy, cứ đi xa xa rồi đi. Ui giời. Thế thì bóng người. Hay là bóng ấy. Hay là lên nhà. Hay là con gì? Không phải. Hay là gấu. Kiểm chỗ mình. Nó đi lo con gấu. Nó chả đi con con. Đi như này. Ừ. Đi lên như xong rồi rồi. Đi ôi giời. Hay đi lên. Đi lên xem. Bây giờ thì làm sao mà đi được? Bây giờ thôi, phải đi vòng người về kia. Anh ấy. Ôi giời. Ôi giời. Cắn đi. Đâu? Đi. Đâu? Đi. Bật đèn lên ra, cầm đèn bật lên nào. Đâu? Đây, em đang bắn nó. Nhìn đuôi chưa? À đây. Đây rồi. Ui, phải mang, phải mang, phải mang. Mang cái gì? Phải mang. Mang này. Tò phết. Có, kéo ra chứ. Cháu ra đây. Cháu đây cho sáng rồi. Ê, ừ. Ê, mọi người nào. Ui, tí nữa dẫm một người đó. Em dẫm rồi đấy, tí nữa nhũng. Nhũng thì không phải sợ nó cắn đấy. Người này. Ui, ừ. Chưa. Cẩn thận. Ê. Cẩn thận. Lại. Ừ. Hôm nay em mình không cầm đồ thế nào lấy gì đâu. À đấy, có bao đây. To đi bổn chưa? Cho lên kéo xuống đây không? Cũng chưa muốn lắm, vẫn đựng được. Để em lấy kim, để em kia đâu. Đấy. Thế ấy, đâu à? Còn đá. Đốt cho phát thì thôi. Ui,
Đây mọi người này, tôi gặp một con hổ mang cực kỳ là to phết này mọi người này. Nhìn chưa? Tay mày bé thì... Nhưng con này cũng chả được cân hơn cân. Con này thì cũng to rồi nhưng mà tay mày thì bé. Bắt đi. Ê, cho vào túi, ê, xong kiểm tra xem. Trăng nhá. Đấy, đúng rồi đấy. Tôi kiểm tra xem túi nhá. Ừ, cái nanh này anh ơi. Nanh này. Đấy, con nanh này. Cái nanh chưa? Ê, ui, lô, cạn. Rồi. Cái gì đấy? Chạy. Gần. Như kiểu đây có bóng đấy rồi. Như kiểu bóng người sao? Hay là lúc đấy có người mày?